trong phiên họp thứ ba của Quốc hội diễn ra vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đề nghị mở rộng thêm số đối tượng được miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa nghị quyết số 55 trên 2010 của Quốc hội khóa 12. Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, việc miễn giảm thuế này được xác định là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm đã trực tiếp hỗ trợ người nông dân có thêm vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Hiện theo Nghị quyết 55, hầu hết các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp đã được miễn hoặc giảm 50% số thuế phải nợp, và cũng chỉ còn một số ít đối tượng phải nợp loại thuế này. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Với toàn bộ diện tích sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân, không phân biệt phần vượt hạn mức giao đất hoặc nhận quyền sử dụng đất. Miễn toàn bộ thuế với các đơn vị vũ trang, miễn toàn bộ thuế với các tổ chức sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, chỉ thu thuế với phần diện tích các tổ chức không trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp với việc bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như trên, mức tác động giảm thu ngân sách nhà nước là không lớn, nhưng đây là là giải pháp khuyến khích tổ chức hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.